Rồi hello, xin chào cả nhà mình nha. Xin phép giao lưu cả nhà mình một em chắc mini nha cả nhà ha. Đó, lũa thép tự nhiên nha cả nhà ha. Nè, đây là một cái gốc rất là già và đã có lũa nha cả nhà. Đó, lũa đây. Hàng thuần chậu nha cả nhà ha. Và nó đi tay mình đi tay nhẹ như thế này. Đó. Rất là duyên nha cả nhà ha. Lũa thép nha cả nhà, lũa thép nè. Lũa thép trong nha. Coi đã có lũa nha cả nhà ha. Nhìn mặt bên đây là cái rễ nổi rất là duyên này, con cả nhà ha, rất đẹp và rất duyên nhá. Chắc mini bonsai rất là đẹp. Mình xây chậu cho cả nhà mình xem cái bộ đế nó nhá. Đó. Đó, gốc và đế nó to, rất là to và rất duyên nha cả nhà. Rễ đi dưới chậu này, rễ rất là mạnh đi phía dưới này nhá. Đó, mình để cái cổ tay cho cả nhà mình xem ngay dưới đây này. Nó to ngang cổ tay này. Đó, nhà thấy không? À, đi lên một tay như thế này, à, rễ nằm bò bò như thế này nha cả nhà ha. Này là chắc dơi nha cả nhà, hàng thường chậu. À, cái nhà nào mà kết thì inbox toàn nha, rất là đẹp và rất là duyên. Còn xây tròn một mụn, à, xây tròn cho anh em mình xem nha. Rồi, rất là duyên nha cả nhà ha, chắc dơi mini nha, có lũa thép tự nhiên cả nhà ha, hàng mini bonsai, rễ rất là mạnh. Đó. Rễ nha anh em ha, đây là cái mạch cắt phía đây. Mình quay xe cho cả nhà mình xem nhé. Rồi, mình chốt mã số 1 nha, mình lên mã số 2 cho anh em mình lựa nha. Tiếp theo là một em chắc mới nha, mã số 2 nha cả nhà ha. Đó, cây này thì đi tay được đầy đủ cho anh em mình rồi. Đã ra tay, đã full tay, đẹp cho anh em mình luôn rồi. Bộ đế rất là duyên này, anh em mình thấy không? Đó. Hàng mini bia bonsai thường chậu nha. Đế rất là đẹp nha cả nhà. Đó, góc thì nằm phía dưới như cổ tay thôi. Đó. Bò rất là duyên. Nhìn từ trên cao xuống nha cả nhà. Đó. Đã đi tay đầy đủ nha cả nhà ha. Tặng bay rất là duyên này. Đây là cái mặt đế bên đây nha. Đó, lũa nha cả nhà. Đây là cái chỗ lũa nè. Đó, chắc dây nha. Hàng phô núi đào về nha cả nhà. Thường chậu. Rồi, sáng nay mình quay một cặp chắc này thôi. Anh em nào kết thì inbox toàn nha. Đó, toàn sẽ để số điện thoại và Zalo ở phần mô tả. Cả nhà nào mà chốt cái nào thì inbox toàn nha. Thì toàn sẽ báo giá cho cả nhà mình nha. Và rất là đẹp và duyên nha. À, cây này thì chưa tháo kẽm lắm đâu, vẫn còn đang đi đường kẽm này. Rồi, ok, mình quay một cặp chắc nhá, cả nhà nào inbox thì thích thì inbox toàn nhá. Quái ha, bay rồi. Có giữ lại cây con bay rồi. Đúng cầm tay luôn nè anh Vũ, chắc quá bao quá. Rồi, giao lưu anh em mình cập chắc nha. Hàng quái. Đậu mini, bao đẹp. À, cây này lên hình duyên hơn cây kia anh Dũng. Cây này lên hình duyên hơn. Cây nó rớt luôn, cây này nó bay. Cây này lên hình duyên. Bên đây nó hồi chủ lại mà. Ôi, cây kia nó bay đi luôn, nó đổ xuống, nó đầu lên. Nó bay mà nó hồi đầu rồi. Một cây mũi kiếm. Quá đẹp từng tầm. Cổ như ngón tay cái, như đây là như ngón chân cái.
hàng thóc kìa. Quá nhiều. Đây, chụp. Chụp. Số 3, quá đẹp. Hôm chia tay chiều chủ nhật quá nhiều. Đây, chụp. Chụp. Số 3, quá đẹp. Giao lưu anh em mình cập chất nha. Hàng quái. Đậu mini bao đẹp. À, cây này lên hình riêng hơn cây kia anh Dũng. Cây này lên hình riêng hơn. Cây nó rớt luôn, cây này nó bay vào. Cây này lên hình riêng. Bên đây đang hồ chủ lại mà. Ôi xưa. Cây kia nó bay đi luôn, nó đổ xuống, nóc đầu lên. Còn đây nó bay mà nó hồ đầu rồi. Cái mũi kiếu quá đẹp từng tình. Cổ như ngón tay cái, như đây là như ngón chân cái. Hàng thóc kìa. Quái ha. Giữ lại cây con bay rồi. Đúng cầm tay luôn. Nên anh Vũ bao quá. Hôm chia tay chiều chủ nhật. Hôm sau không xa.